Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô linh sam siêu bông ha. Cây đâm chồi sống khỏe hết anh em cô chú chị. Cái này mình về mình vô dây chơi được rồi nè. Đó. Cái này chừng nữa thì em sẽ đóng vô một cái sọt để giữ mấy cái tàn cho cô chú anh chị về mình vô dây mình chơi ha. Cây mã số đầu tiên là mã số 120. 120 cây linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Quanh cái là 17. Quanh 17. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Mã số 120. 120 300.000 nha quý chú anh chị. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. 121. Cây gốc quá trời còn bự nè anh chị. Sống khỏe hết rồi ha. Em giữ cái tàn cho quý chú anh chị. Đóng vô cái sọt. Cây thừa lư luôn. Quanh 18. Chiều cao 20. Mã số 121. Rồi 350.000 nha anh chị. Cái này rất là to ha. 122. Quanh thế là 14. Cao 25. Mã số 122. Đó, cây rất là đẹp ha. Xoắn cây 250.000. Bao ship luôn. 122. 123. Ồ, cây này giống như thú à. Rất là quái luôn nè. Không biết đường đo luôn. Quanh thân chỗ này là 12. Chiều cao 16. Mã số 123. Rồi cây này để anh chị 300.000 thôi chị. Để rẻ luôn. 300.000 bao ship luôn ha. 124. Nó. Quanh đây là 19. Chiều cao 24. Mã số 124. 124 nha cô chú anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là rồi để 200.000 thôi, bao ship luôn. Cái đó để rẻ anh chị chơi ha. 125. Cây đẹp nè. Quanh đây là 15. Chiều cao 20. Mã số 125. Rồi cái này 250.000. Bao ship luôn nha cô chú anh chị. 126. Cây đâm chồi sống khỏe tàn chi về về anh chị vô dây được rồi. Quanh 16. Chiều cao 16. Mã số 126. Rồi 200.000 thôi chưa? Bao ship luôn. 127. 127. Ồ cây nó bự nè. Quá khứ nó bự luôn chưa? Quanh thế là 20. Quanh 20. Chiều cao 21. Chiều cao 21. Mã số 127. Rồi 350.000 á. 350.000. 128. Cây này cũng rất là đẹp nha chú anh chị. Quanh 15. Chiều cao 22. Củ rất là to đẹp lắc luôn. 300.000 anh chị ơi. 12 mấy? 128. 128 300.000. 129. 129. Quanh thế là 16. Chiều cao 25. Mã số 129. Rồi cũng 300.000 em bao ship luôn ha. 130. 130. Cây này xoắn rất là đẹp. Quanh thế là 14. Này về vô dây được nha chị. Chiều cao 16. Mã số 130. 130. Rồi cũng 300.000 em bao ship. 131. Xoắn luôn chị. Cái này về vô dây là chơi thôi nha anh chị. Quanh 14. Chiều cao 27. Mã số 131. Rồi 300.000. 132.
14, chiều cao 22, mã số 132. Rồi 250.000. 133. 133. Quanh 16, chiều cao 19, mã số 133. Mã số 133. Rồi 250.000 thôi cô chú anh chị ơi. 134. Cái này đẹp ha. Đó. 17. Chiều cao 19. Mã số 134. Mã số 134 nha. Rồi cái này 350.000, cái này rất là đẹp. 135. 135. Xem cây nào nấy cũ chà bá luôn ha. Cây đâm chồi sống khỏe nè, về vô dây mình chơi được luôn rồi. Quanh dưới là 20. Chiều cao 24. Mã số 135. Rồi 300.000 anh chị, bao ship luôn. 136. Quanh 14, chiều cao 23, mã số 136. Rồi cái này 250.000 thôi, bao ship luôn nha quý anh chị. 137. 137. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 25. Chiều cao 25. Mã số 137. 137, cái này 300.000 nha anh chị, bao ship luôn ha. 138. 138. Cây này cũng đẹp. Quanh 16. Chiều cao 25. Mã số 138. Rồi cũng 300.000. Bao ship tặng nhà cho mình luôn nha cô chú anh chị. 139. 139. Cây này cũ đẹp. Quanh 16. Cũ rất là đẹp anh chị. Chiều cao 18. Này dằn ra dây là tuyệt vời luôn đó. Mã số 139. Rồi 300.000 thôi, để ghé anh chị luôn. 140. Cây này cũng lắc léo lắm nè. Quanh 17. Chiều cao 25. Mã số 140. Rồi cũng 300.000 em bao ship. 141. 141. Quanh 17. Chiều cao 27. Mã số 141. Ok, đẹp nha chị. 350.000. Đẹp to nữa. 142. 142. Quanh 15. Chiều cao 25. Mã số 142. Rồi 250.000. 143. Quanh 14. Chiều cao 26. Mã số 143. 300.000. 141. Cây này cũng rất là đẹp. Quanh đây là 19. Chiều cao 19. Mã số 144. Rồi cái này 300.000 luôn anh chị ơi, bao ship luôn ha. Cây đó đẹp lắm anh chị. 145. 145. Cây này tàn lắc cũng rất là đẹp. Cái này vô dây là chơi đó anh chị ơi. Nhánh cũng rất là to hết rồi. Quanh 15. Chị. Chiều cao 23. Mã số 145. Rồi cây này cũng 300.000 em bao ship nha anh chị. 146. 146. Xin xem siêu bông ha. Cây cũ này rất là quái luôn nè. Nhìn cũ rất là đẹp nha anh chị. Quanh đây là 16. Quanh 16. Chiều cao 18. Chiều cao 18. Mã số 146. 146 cũng 300.000 em bao ship nha quý chú anh chị.
387. 387. Quanh cái này là 24. Chiều cao 30. Mã số 387. Rồi 200.000. 250 chứ lộn. 250.000 nha. 389. 389. Quanh thân chỗ này là 16. Quanh thân 16. Chiều cao 30. Nhảy liền nhau nha anh chị. Mã số 389. Rồi. 250.000. 390. 390. Cây này cũng bự lắm nè. Cũ quá trời ơi, cũ luôn. Tổng hoành có là 26. Tổng hoành 26. Chiều cao 34. Chiều cao 34. Mã số 390. 390. Rồi cây này 300.000 thôi anh chị ơi. 395. Hoành 23. Chiều cao 30. Mã số 395. Rồi 250.000. 396. 396. Quanh thân cái này là 18. Chiều cao 37. Mã số 396. Rồi cũng 250.000. 397. Quanh 23. Chiều cao 31. Mã số 397. Cái này đẹp ha. 300.000 chị. 398. Mấy cái này cắt lại bonsai đẹp. Cũ bể quá trời cũ. Cái này cắt bonsai là hết chỗ chê luôn nha chị. Chưa nhánh hết. Tổng hoành 26. Tổng hoành 26. Chiều cao 29. Chiều cao 29. Mã số 398. 300.000. 403. 403. Quanh 23. Chiều cao 34. Mã số 403. 403. Rồi này 250 luôn chị. 404. Tổng hoành của nó là 29. Chiều cao 31. Mã số 404. 404. Rồi 250. 407. Cây này to đẹp. Hoành 21. Hoành tới 21. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Mã số 407. Rồi cây này 350.000 thôi anh chị. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số loại dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly. Từ 1 ly đến 6 ly ha. Nha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Đó, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly. Giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho từng cô chú anh chị luôn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cây dùi ha. 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem này ha. Sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị.
đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000 đó, là gồm là 8 cây đục đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây vui này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok, mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu đó, màu đen và màu đỏ đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship 120.000 một cây, em bao ship nha cô chú anh chị, hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị đó, hàng rất là đẹp luôn, chất lượng lại này em đã xài rồi nghe chú anh chị, em bao hàng cho cô anh chị luôn, về cứ mở ra test thử không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị nè đó, đảm bảo với anh chị hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây, em bao ship đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha, hàng rất là đẹp luôn ha đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị, cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mất nhìn giờ bằng luôn nè ha, bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ cô chú anh chị ha, giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship, mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị, bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về cưa đi không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876 nha quý anh chị. Rồi tiếp theo cũng xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô chậu nha cô chú anh chị. Đây là cặp chậu hình chữ nhật đó. Kích thước thì có để trên phía màn hình đó, cô chú anh chị có nhìn xem ha, kích thước có để trên phía màn hình. Một bộ 4 chậu như thế này em giao lưu với cô chú anh chị là 390.000, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha, 390.000. Mấy hàng chậu này cô chú anh chị đặt cọc hoặc là chuyển khoản cho em mới gửi hàng nha cô chú anh chị. Tại hàng này cô chú anh chị mở ra kiểm tra hàng rồi mà
rồi không nhận là anh chị không đóng kỹ lại là nó rất là dễ vỡ ha. Rồi hàng thì em bao hàng cho anh chị là vỡ là em đền, anh chị yên tâm ha. Đây em sẽ quay từng cái cho cô chú anh chị xem luôn ha. Hàng rất là chất lượng nha. Đây cái thứ nhất, 4 cái này 390 ngàn. Đó, cái này là em để chim thôi ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái nhỏ thứ hai. Đó, hàng rất là đẹp nha, dày dữ lắm vậy nha cô chú anh chị. Hàng gốm sứ bao hàng luôn ha. Đó, tiếp tục là cái thứ ba. Đó, hàng dày lắm nha cô chị. Rồi tiếp tục cái thứ tư. Đó, hàng rất là to ha, kích thước em có để trên phía màn hình đó, cô chú anh chị có thể xem ha. 4 cái này là 390 ngàn. 2, 3, 4, 390 ngàn em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo là cái bộ xanh lục biếc, lục giác xanh lục biếc, hàng rất là đẹp nha chú anh chị. Đó, bao bể vỡ cho mình luôn, bao ship tận nhà cho mình. À, một bộ hai cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 220 ngàn, em bao ship cho mình luôn. Kích thước thì em có để trên phía màn hình đó, cô chú anh chị có thể xem ha. Đó, 220 ngàn, hàng rất là đẹp ha. Này anh chị về mà vô cây là rất là ok luôn ha. Kích thước từng chậu 220 ngàn một cặp này ha, xanh lục biếc. Rồi tiếp theo tròn. Đó, cặp này thì giá cũng đồng giá luôn, 220 ngàn, em bao ship cho mình luôn. Đó, hàng rất là đẹp. Cái hàng, mấy hàng này cô chú anh chị cọc trước giúp em ha. Đó, cây rất là đẹp luôn nè. Đó, anh chị vô hay là rất là ok luôn ha. Cặp này cũng là 220 ngàn, kích thước thì em có để màn hình đó, cô chú anh chị có thể xem ha. Rồi tiếp theo là cặp chậu đổ, này cũng một cặp luôn nghe cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp nè. Đó, nó có hai màu, màu xanh với màu hơi nâu nâu này ha. Nè, kích thước thì em cũng có để trên phía màn hình đó, cô chú có thể xem đó. Rồi nè, cái cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị là một cũng 120 ngàn ha. Cây nạp cặp này 120 ngàn. Đó, 220 ngàn nha cô chú chị. Đó, một cặp 220 ngàn em bao ship cho mình luôn, hàng rất là đẹp ha. Này vô chậu cây là rất ok luôn, 220 ngàn. Đó, hàng rất là đẹp, 220 ngàn.